Ngày 11 tháng 5 được Hoa Kỳ công nhận là Ngày Nhân quyền Việt Nam vào năm 1994. Năm nay, tại trụ sở Quốc hội Mỹ, cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington DC và các tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia đã tiếp tục phát động chương trình kêu gọi cho Nhân quyền Việt Nam lần thứ 24. Bên cạnh đại diện của cộng đồng người Việt và các chính trị gia ở Thượng viện, Hạ viện cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình lần này cũng đón chào sự góp mặt của những tù nhân lương tâm Việt Nam mới ra khỏi chốn lao tù và tới Mỹ trong thời gian gần đây. Làm cho giới trẻ tiếp tục tham gia nhiều hơn vào trong cái việc tổ chức Ngày Nhân quyền thì anh nhìn thấy đó, tất cả những khuôn mặt trẻ đã tiếp tục tham gia vào cái vận động cho cái Ngày Nhân quyền. Tôi nhìn thấy những anh em trẻ treo cờ hay là họ tập gọi răng lên những cái biểu ngữ, những cái băng rôn. Tôi rất là cảm động và rất là cảm thấy rất là hãnh diện là có họ, và chúng tôi tin tưởng là cái lớp trẻ sẽ thay thế cái lớp già chúng tôi và tiếp tục cái công cuộc cho đến ngày Việt Nam có tự do. 10 người bị bắt mà họ tuyên bố một bản án là 100 năm tù. Thì cái nỗ lực chính của cái Ngày Nhân quyền là chúng ta tranh đấu ngoài cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, chúng ta tranh đấu làm sao cho bảo quyền Cộng sản Hà Nội phải trả tự do cho những người đó. Vì đó là những người, người ta chỉ muốn nói một cái điều bình thường, sống một điều bình thường, người ta không có cái tội gì mà phải giam giữ người ta cả trăm năm. Năm 2017 được đánh dấu là một năm nhân quyền đen tối tại Việt Nam, khi chính quyền Hà Nội bắt bớ hàng loạt người, dù họ chỉ thể hiện quan điểm chính trị hoặc tôn giáo một cách ôn hòa. Nhiều người đã phải chịu những mức án nặng nề nhiều năm tù tội như Hội Anh Em Dân Chủ hay Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tại chương trình vận động nhân quyền lần này, các tù nhân lương tâm cũng có cơ hội trình bày về tình trạng khắc nghiệt, thậm chí là đe dọa tới tính mạng tù nhân trong các nhà tù Cộng sản ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi muốn nhìn thấy Việt Nam đi theo con đường dân chủ và tôn trọng những quyền căn bản của con người như một quốc gia độc lập chứ không phải một thuộc địa của Trung Quốc. Tất nhiên, đạt được điều đó, chúng tôi phải thúc đẩy dân chủ và tự do báo chí ở Việt Nam. Và việc đầu tiên phải làm ngay lúc này, theo tôi, là gây sức ép mạnh mẽ lên phía Hà Nội. Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay, cộng đồng người Việt tại hải ngoại tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC và áp dụng luật Magnitsky toàn cầu đối với giới chức Việt Nam vì những vi phạm nghiêm trọng đối với những quyền cơ bản của con người. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì trong cuộc làm việc mới đây giữa đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng áp lực với Hà Nội để những quyền cơ bản của người dân Việt Nam được tôn trọng và có thể xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC trong thời gian tới. Điều gì phải đến đã đến, quá nhiều lời cảnh báo về khả năng chế tài nhân quyền đối với chế độ chính trị ở Việt Nam đã được giới lập pháp Hoa Kỳ liên tục phát ra suốt từ năm 2014 đến nay, nhưng hầu như chẳng ăn thua gì với đối tượng mà có người phải ví như một đứa trẻ hư, chỉ hở ra lán vạ. Cuối cùng thì luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Sau một thời gian dài do dự, vì điều được cho là thái độ mềm mỏng hơi thái quá của chính quyền Obama đối với vấn đề nhân quyền quốc tế, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này do hai thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện, được thông qua chưa tới một tuần sau khi một dự luật tương tự do hai dân biểu Chris Smith và Jim McGovern đệ trình tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo đến 2/3. Vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2016, hai dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đã được Tổng thống Obama đặt bút ký ban hành. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn giấu của cải ở các nước phương Tây.
Quan trọng hơn, luật áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vậy quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu ra đời? Theo phân tích của giới chuyên gia về nhân quyền, quan hệ Việt-Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi luật này. Ngay cả khi hành pháp Mỹ muốn che chắn bớt cho chính phủ Việt Nam vì những lợi ích khác ngoài nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua. Việt Nam Caucus nổi dậy. Lẽ ra, giới lãnh đạo Việt Nam đã phải rút ra một bài học nào đấy từ năm 2014, khi có đến 2/3 giới lập pháp ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ quyết định cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào quyền đàm phán nhanh TPA, một cơ chế cho phép Tổng thống Mỹ được quyết định các nội dung đàm phán về hiệp định TPP với các quốc gia mà không cần thông qua Quốc hội. Nhưng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Việt Nam. Thậm chí sau 3 năm có vẻ ít bắt, đến năm 2016, Công an Việt Nam còn bắt người bất đồng chính kiến nhiều hơn hẳn giai đoạn 2013-2015. Đến năm 2015, một thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Royce đã phải đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cũng trong năm 2015 và lan sang năm 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhấc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ. Với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu là tin vui nhất trong năm 2016, và có lẽ trong vài ba năm gần đây, thậm chí còn vui hơn cả việc Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhưng có đến 6 trên 15 khách mời của Tổng thống đã bị Công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp ông. Đã đến thời mà những tố cáo về việc quan chức vi phạm nhân quyền sẽ không bị rơi vào quên lãng. Với các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, họ có thể dùng những thông tin về các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự và người dân bị chính quyền đàn áp để đề nghị chế tài những giới chức can dự hay chỉ thị đàn áp người dân. Đây chính là biện pháp để bảo vệ trực tiếp cho người dân bằng sự răn đe rằng người vi phạm sẽ bị chế tài. Những thông tin này sẽ được chuyển cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Theo luật mới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà cụ thể là Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động DRL, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bảng danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện. Nhóm Việt Nam Caucus đã nổi dậy, dù trước đó vẫn không ngủ vui. Việt Nam Caucus, còn gọi là nhóm làm việc về Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Joe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Ellen Lowenthal, Ed Royce, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, là một nhóm quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua, như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam, có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Việt Nam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua. Đó là các dự luật nhân quyền Việt Nam, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn hẳn cho Việt Nam Caucus. Cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của Đảng Cộng Hòa, mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Như thế, vai trò của nhóm Việt Nam Caucus, vốn thường gắn với Đảng Cộng Hòa, có thể sẽ nổi bật. Khi đó, những dự luật vừa kể sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria, khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào sổ đen nhân quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu.
để từ đó những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng lúc, tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Sự thật là, chưa cần tân Tổng thống Trump chấp nhiệm chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, nhóm Việt Nam Caucus đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt, báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn làm mình làm mẩy đã qua hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ. Sau luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc ngoặt lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được chỉ đạo từ trên cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm. Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 12 thông qua một dự luật nhân quyền bước ngoặt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu quy trách nhiệm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện được thông qua chưa tới một tuần sau khi dự luật tương tự do dân biểu Chris Smith và Jim McCoven ra mắt tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo. Giới hoạt động nhân quyền xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua, đã tích cực vận động cho dự luật này được thông qua ở Quốc hội Mỹ, chia sẻ với VOA Việt ngữ về nội dung và ảnh hưởng của dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đang chờ được Tổng thống Mỹ ký ban hành thành luật, dự kiến trước cuối năm nay. Luật này được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện với cái tỷ số là quá bán 2/3. Thành ra nếu mà Tổng thống mà phủ quyết, Quốc hội có thể phủ định cái phủ quyết đó bằng cách bỏ phiếu lại. Thì cuối cùng nó cũng phải thông qua. Và cái thứ hai nữa, cái này nó được kẹp vào trong luật về chuẩn chi ngân sách quốc phòng ở trên 600 tỷ Mỹ Kim. Thành ra nếu như mà phủ quyết cái này thì coi như là các cái hoạt động và chương trình quốc phòng nó sẽ bị đình trệ. Là một người hoạt động cho nhân quyền lâu nay, theo anh thì cái tầm quan trọng của cái luật này là như thế nào? Rất là quan trọng bởi vì nó hoàn toàn là một cái phương thức mới trong vấn đề chế tài. Trước đây các biện pháp chế tài là nhắm vào cả quốc gia, thành ra các chính quyền như là Hoa Kỳ họ rất ngần ngại bởi vì chế tài cả một quốc gia thì nó khó khăn và nó ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách khác, nhưng cái sự hợp tác về quốc phòng, về mậu dịch vân vân, không những vậy còn có cái sự lo lắng rằng chính người dân bị đàn áp ở quốc gia bị chế tài đó lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn và nguy hại hơn bởi chính cái sự chế tài ấy, trong khi cái kẻ vi phạm cái vấn đề đàn áp đó thì lại vẫn phây phây. Nhưng mà bây giờ với cái luật này nhắm trực tiếp vào từng cá nhân của các giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Những cái biện pháp chế tài mà mình có thể thấy rõ trong cái luật này là gì? Nó gồm có hai cái chính. Cái thứ nhất đó là cướp từ visa, tức là cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả trong những cái vấn đề mà đi công vụ chẳng hạn. Mà đòi hỏi nếu như muốn được bãi miễn thì Tổng thống Hoa Kỳ phải làm một cái sự bãi miễn đặc biệt và phải giải thích cho Quốc hội. Cái thứ hai và quan trọng hơn nữa là đối với những cá nhân mà nằm trong danh sách bị chế tài đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải đóng băng tất cả các tài sản, dù rằng bất kỳ dưới hình thức nào và có thể là gửi gắm cho bất kỳ ai đứng tên. Tại sao lại như vậy? Là tự vì trong rất nhiều quốc gia độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền đó cũng là dính vào các vụ tham nhũng lớn và đồng thời những người ấy lại thường giấu của ở những quốc gia phương Tây. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là cái định nghĩa về vi phạm nhân quyền trầm trọng nó rất là rộng. Trước hết là nó áp dụng cho tất cả các loại nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Thứ hai là những người mà cưỡng đoạt tài sản của người dân đó thì cũng được xem như là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng ta đều biết rằng cái tình trạng dân oan bị mất đất đai ở Việt Nam thì nó rất là phổ biến. Và thứ ba nữa là những giới chức chính quyền nào tham nhũng và trừng trị những người đi khui ra những vụ tham nhũng ấy thì cũng bị xem như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Những cái vi phạm đó làm thế nào để đến được cái danh sách mà bị liệt kê vào cái thành phần bị chế tài? Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là do một số các cái ủy ban hữu quan của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có quyền đề cử cái danh sách ấy lên cho Tổng thống và Tổng thống có 120 ngày để làm quyết định hoặc là chế tài, hoặc nếu không chế tài đã thì phải giải thích cho Quốc hội biết tại làm sao. Cái vai trò của xã hội dân sự trong cái vấn đề này rất là quan trọng bởi vì các tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới cũng có quyền đóng góp cái ý kiến vào cho Quốc hội và tiếp cho bên hành pháp Hoa Kỳ.
Và cái con đường thứ hai đó là cái bộ phận về dân chủ, nhân quyền và lao động ở trong Bộ Ngoại giao Hoa cũng có quyền nộp một cái danh sách lên cho Tòa Bạch Ốc để mà đề nghị chế tài. Mối quan hệ Việt-Mỹ lâu nay dựa trên cái nền tảng nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết. Với cái luật này ra đời đó thì cái mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng, bị tác động như thế nào? Chắc chắn là bị ảnh hưởng, bởi vì ngay cả khi mà hành pháp Hoa Kỳ mà muốn che chắn bớt đi cho chính quyền Việt Nam vì những cái lợi ích khác, khác hơn là vấn đề nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn, bởi vì Quốc hội có hồ sơ rõ ràng rằng những người này, những giới chức này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Theo đúng cái định nghĩa của luật của Hoa Kỳ thì rất khó để bên hành pháp lờ đi. Đó là nói về ảnh hưởng đối với cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế còn với cái mối quan hệ Việt-Mỹ thì cái luật này nó tác động như thế nào? Nó có làm cho cái mối quan hệ này có thể trùng lại hay không? Hay là tạo cái điều kiện xúc tác cho nó có thể tăng tiến hơn nữa? Trên nguyên tắc, nó không ảnh hưởng. Mọi vấn đề đối tác, kể cả quốc phòng, kể cả mậu dịch, viện trợ này kia. Tuy nhiên, nếu như những cái giới chức lãnh đạo của Việt Nam mà lại nằm trong danh sách chế tài rồi không được qua Hoa Kỳ để mà công vụ đi họp hành này kia thì cái đó trở thành một cái sự lúng túng trong vấn đề ngoại giao. Cái luật này nó đang lan ra rất nhiều quốc gia. Cùng một ngày với lại Hoa Kỳ, Quốc hội Estonia cũng đã thông qua, liền ngày sau đó, tức là thứ Sáu vừa rồi, thì Tổng thống Estonia đã ban hành nó thành luật. Hiện nay cũng có một cái đề nghị dự án luật y hệt như vậy ở tại bên Canada, ở Anh Quốc và sắp sửa được đưa ra tại Quốc hội của Na Uy chẳng hạn. Nói về cái ảnh hưởng của cái luật này có thể có đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền đối với mối quan hệ Việt-Mỹ, thế còn đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cái luật này nó đóng vai trò như thế nào? Sẽ rất quan trọng nếu như chúng ta làm đúng việc và đúng cách. Trong thời gian qua chẳng hạn thì chúng tôi có một cái công thức gọi là kết nghĩa. Tức là cứ mỗi một cộng đồng trong nước mà bị đàn áp, đó, chẳng hạn cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng Cao Đài ở từng cái địa phương một, cộng đồng Tin Lành hoặc là Công giáo v.v. thì chúng tôi lại kèm một cái nhóm gọi là kết nghĩa, tức là giới thiệu kết nối với nhau để rồi bên này coi như là đóng cái vai trò thiên thần hộ mệnh, liên tục theo dõi. Nếu như có bất kỳ một cái dấu hiệu nào bị đàn áp thì lập tức thu thập thông tin và chuyển về chúng tôi để chúng tôi thành lập, hoàn tất những cái bản báo cáo để nộp cho Liên Hợp Quốc, nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây. Nhưng mà bây giờ với cái luật mới thì chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để mà đề nghị chế tài những giới chức mà can dự vào hoặc là chỉ thị đàn áp người dân.